Có Unidas được. Đừng chơi Unidas đâu. Đừng chơi Unidas mà, lát hồi nó cho em sao ấy. Chết rồi. Bèo lẹo. Cho anh xuống này, cho anh xuống này. Đây có máy bay, thấy không, máy bay kia không? Chạy Unidas sau lưng mày chạy nhẹ. Chết rồi. Đây, kiếm cách... kiếm cách sniper thử coi. Leo lên cái nóc đi, leo. Đủ. Nhìn thằng bé tụt phải lâu luôn bé. Quá, nhìn bé nó lắc á bà, nhìn nó tụt phải lâu luôn. Vô rồi nè. Hiếu máy bay trên đầu đi, Hiếu có cái máy bay trên đầu. Có một cái máy bay trên nóc luôn hả? Cần chi stealth hả Bèo ha? Anh với em đủ máy vô quốc hết luôn Bèo. Trời má, bật 5.5 lên không thấy gì luôn. Chói quá. Nó infraction gì kìa. 543 mấy mét. Bèo có xe tăng kìa Bèo. Bèo có xe tăng kìa. Vô lấy xe tăng đi Bèo. Đi stealth đi mầm nội. Vậy vô lấy xe tăng đi Bèo. 400 mét. Ơi, từ từ. Khoan. Ủa sao bị jam rồi? Chết mẹ rồi. Tường này. Ù dính luôn, dính luôn 400 mét. Lên xe chạy vô. Anh vừa mới bắn dính một phát 400 mét. Cái nòng máy bắn này bắn đảo á. 412 mét. Yeah baby, yes. 412 mét. Anh vừa mới bắn một thằng sniper 412 mét. Đi stealth đi ba. Tăng hoài. Nhiều lúc tao cũng thích tăng lắm mà, nhưng mà tăng hoài thấy hơi kỳ. Coi spot được, spot giùm anh luôn nha. Chỗ này sao anh spot không tới mà. Spot chứ gì vô. Spot đi anh bắn phụ được. Bị jam hết chưa rồi. Ôi jam. Cái chỗ này là hồi anh làm clutch anh vô được. Ờ đúng rồi, cái chỗ này lúc mà anh làm clutch anh vô hồi close beta nó jam đầy đủ luôn. Mẹ. Nó hú rồi. Có thằng ngay đây hướng tới chỗ mày Hiếu. Bên trái mày á. Chắc trong nhà hay gì đó. Này mày có cái nào cách cho mày spot đi mày. Tao sao quá, tao không thấy được cái gì. Thôi chưa thang nổ rồi nha. Để coi được nhiêu ra. Chỉ là 6 đi nhỉ. 462 mét, lên rồi. Ê không, nếu mà em hết thời gian anh em shovel lại cho anh được á. Anh đâu chết được đâu. Deploy lại chỗ nghĩa được mà. Ừ, em deploy lại cho anh được á. Chứ giờ mà anh chạy anh chạy vô cứu anh chạy cũng không kịp nữa. Bó tay vô cứu cũng chết rồi ba. Ừ, vậy vô cứu cũng chết rồi ba. Cho nên nói rồi, đi sale đi ông nội Hiếu. Cầm nguyên với xe tăng vậy không nào. Đi stealth đâu có đâu ba, tao nói với lại hay của nó là đi stealth không nội. Tất cả là do gì á. Hiếu đang muốn đốt cháy giai đoạn hiểu không? Mấy bạn phải thông cảm nha. Chơi gì còn gì vui nữa ba. Nói với Hiếu thì nói làm gì. Ai chả muốn chơi đốt cháy giai đoạn, mình nói với mày chơi hết vui ba. Đưa từ từ mới vui ba. Thằng này chạy hoài đó. Má tao để có súng nhắm bà.
Má mày cầm cái cây nữa sướng là ba luôn á. Cái nồng nó dài vãi lái luôn. Nhìn xa vãi lắm luôn. Má mày lại gần mày spot giùm tao được không? Tao thử xem tao bắn xa được không ta. Tao chạy lên đây tao bắn thử coi. Yếu đi stealth đi yếu. Ừ đi stealth đi yếu. Có nếu mà em spot được ai em spot giùm anh cái được không? Anh thử anh bắn okay. Xa nhất có thể thôi. Đang chạy chết mẹ luôn rồi. Ồ, có cái G này để cho mình lên. Cái 300 mét đó chứ. Cái góc này nhìn sướng nè. Đây, em dùng spot thử giùm anh cái thôi. Có đứa nào? Ừ, dùng Chrome mà Chrome nó bị jam hết. Jam hết luôn, jam hết luôn á. Như anh thấy một thằng. Thank you, Bill. Rồi anh thấy nó rồi. Năm trăm mét. Cái này làm sao mới tính được cái này ta? Ôi. Đang muốn tính đạn rơi mà cái này khó tính quá. Cái nòng ngắm này là bao nhiêu mét ta? 582 mét. Trời ơi, má nó chạy ra nó bắn luôn chứ. Ê, bê, cái thằng nó để anh bắn thôi, 500 nó đang chạy ra nó bắn thôi. Bê, chạy lại cứu anh các em. Ở đây có ai các em? Có nha, có nha. Nghĩa cô bờ rồi. Nhưng mà khó bắn quá. 469 mét. Góc này khó lắm á. Giá như nếu mà anh biết mấy cái gạch này nó là đi được bao nhiêu mét thì anh canh dễ hơn. Có thằng trên nóc hình như chạy vô lấy cái chỗ kia sao á. Chỗ em không có ai canh rồi, có thằng đi ra nè. 468 mét. Trái có kìa. Nice well. Ui nó đổi gì luôn. Nice. Anh nghĩ là thoáng rồi đó. Ê có thằng ở đây nè. Anh spot đấy rồi ta. Có G36 rồi. Nó ngon. Ủa anh mới lock cái G36 mà sao nãy giờ không thấy đâu. Ủa mấy cây mà mày lụm đó ba, mày đéo có gì được đúng không? Đéo gì được là sao? Mày đéo có customize được đúng không? Ừ không customize được. Có cái Siglama customize. G36 đâu rồi, nãy mới thấy cái G36 weapon. Stand out. G36 như thế. Reward it. Ủa làm sao để lấy cái reward trong game ta? Ủa xong hết chưa? Instructor. Tính bắn xa mà. Cái này khó quá. Chuyển hóa cái gì đúng không? Nên đang chạy vô nè. Để cho anh thử xử được như đi đá thôi. Ôi, súng máy rồi bèo. Ai nghĩa. Sao? Thằng vô đi đá ở trên nó bắn. Đừng. Đừng có đứng, đừng có đi chết, đừng có chết nha. Nó đứng yên, nó đi em ra. Chỗ này khó quá ba. Chỗ này đụng nó đúng đông luôn á. 2-3. Ủa mà cái chỗ này lấy cây gì quên tôi rồi. Cái nòng ngắm này nó
nhìn xa được nhưng mà khó canh. Anh không biết cái tính độ xa của cái cây này như thế nào quá. Đứng một bé nữa. Trời mà nó bắn gì ghê vậy? Mọi người spawn đi được chưa? Ủa em bắn đó hả? Không. Ừ, hình như là cái súng súng ngắm nó cũng gây đam cho máy bay hay sao á. Anh bắn nãy giờ anh bắn cái nó nổ luôn qua. Nghe xe có nghe xe nó nằm ủa. Ủa sao xe nó chỉ ở đây mà. Ủa lộn. Xe xa vậy. Vì lấy A đúng không? Okay. That's the last of the instructors. We're done here. You really think this we're is done the here, instructor. Absolutely. When word gets out about what happened, Elmiro's gonna have a hell of a time getting new instructors. If the dumbasses don't listen, we keep coming back until we get the message. Ủa, cái đường ra chỗ nào đó? Ủa, cái đường này đi hướng nào anh không biết đi hướng nào luôn à. Cái gì có cái A gì nè, đi lấy cái súng này A chứ đi mà nó biết đường ra. Trời khó đi vãi. Nó cục vậy. Cùng anh, giờ đi ra chỗ nào đây. Đúng rồi chỗ này anh chơi hồi Frozen Beta nè. Má à tốt lần kia, vỡ cái đấy. Xa vãi luôn. Má bị lạc đường rồi. Cái chỗ đó như mê cung vậy á. Chỗ thì kẹt, chỗ không có đường vô cũng không có đường ra gì, lại vậy. Ủa sao mày nhảy vô trong đó được hay vậy Hiếu? Mày nhảy hàng rào hay vậy? Mày thấy cái mỏm đá không? Mày đi cái mỏm đá mày chạy vô luôn. Có cái bọn đá đó mày chạy vô luôn. Tôi không có chạy vô được ba, chạy cái nó té mà. Ủa sao kỳ vậy? Sao tao đi cái bọn đá tao chạy vô ba? Thấy mày ủa sao mày áo vậy Hiếu? Vô được rồi. Mày lấy đà ba. Đó mày đi bọn. Mày phải lấy đà mày chạy vô. Thì chứ ủa sao tao thấy mày phóng một lạc qua cái ghe luôn, uống ảo luôn. Còn tao vừa mới chạy vô tao bị nó té. Ơi có địch. Được chứ rồi, chỗ này tao chết chứ đâu. Hold up, there's a weapons case here. Weapon case. Ủa sao em không được ta? Rồi, có súng ngắm rồi, HTI. Tango down. Ôi má nó phát hiện lại. Ôi gì vậy? Nó phát hiện tao ba. Tao phải hàng chịu đựng nó tính nút cái đầu ra rồi ba. Take cover already. Ồ, dạ. Em lấy giùm Bèo, cho Bèo lấy đó kìa. Được. Xuống đây ngay điểm A. Quá sai vậy. Cái súng nhắm nó bắn đảo không mình. Ôi. Anh chưa thử nữa, anh đang cầm súng của anh. Thấy mày, cái lúc mà nó giới thiệu game mày á, giới thiệu bắn xuyên tường cái kiểu ảo lắm nha mày. Giờ tao vô tao bắn xuyên tường chết liền luôn á. Thấy rồi, Tango down. Thì gắn đồng cái thanh vô coi. Cây này mà bắn xa hơi căng á, đang rơi bãi đáy luôn á. Nhưng mà bắn xa hình như cái cây MSR, gì MRS gì được hơn. Chopper, down. Hay là mình lên kia lấy chiếc khăn đi ba. Đâu?
cái chỗ trên nóc có cái tòa nhà kia, trên nóc nó có nhiều thằng á. Đi anh rồi, đi anh. Có đi skill boy được, có đi skill boy. Có unidad, có unidad. Ê, mấy thằng unit nó bị kẹt vô, nhìn mắc cười lắm ba. Ủa sao một thằng vô được chưa? Target is down. Cái này bắn chậm quá, được cái đam cao nhưng bắn chậm quá, nạp đạn cũng chậm nữa. Dễ dàng mấy lần. Công an hốt vợ à. Nếu bật đèn công an hốt à. Giờ qua điểm nào? Này trước đi này gần. Có cái điểm là thế nào? 21 à. Mấy chiếc này off-road phải lồn được chứ. Làm gì mà nó bảo trì hoài luôn á. Nãy game lại được 3-4 tiếng đó. Nãy trước khi tao mày lên đâu. Ừ, cái server của hàng cái dù đi ra trước mặt cái game này đâu. Chắc kêu stealth đi ba. Chỗ này tao nghĩ có địch nhiều á. Đi từ từ thôi. Đi từ từ thôi, hiếu má. Mày đi cái kiểu gì vậy hiếu? Đéo có tinh thần của Ghost quá. Ừ, đéo có tinh thần mẹ vậy. À, có cây Shock 21 nè. Ngon phải lồn luôn á. Vô lấy đi mấy bạn. Vậy nè, giờ đang đi làm vô, nhụ vô lấy nè. Cái chất này à. Chỗ này không có ai hết nè. Thấy cái chỗ trăm cam mà. Hình như không có ai hết. Tránh cái chỗ cam cam thôi. Là nếu mà bắn được bắn luôn, còn không thì né qua lấy cái súng trước rồi tính tiếp. Nhưng mà nó có cái Major Intel ngay đây không? Đừng chạy thôi. Tao không biết là khi nào nó bảo trì luôn mày, nó cứ để vậy hoài, tao không biết khi nào bảo trì. Ừ, cứ chơi khi nào nó bảo trì thôi. Rồi mày thấy nguyên anh đang chơi mà thấy anh em văng hết rồi, hiểu rồi, tự hiểu. Anh em văng cũng lúc là biết rồi gì. Ừ đó. Má bèo phi thần quá. Gan lấy cây súng đi. Gan lấy cây súng đi rồi à, tao cũng được. Má cây của tao nó cứ vừa đi vừa thở hoài. Check it out. Weapons case. Từ từ quá. Ủa mấy bạn, các bạn vô lại vỡ lồn luôn á. Mấy bạn vô được bao hay vỡ lồn vậy? Mấy bạn, Hiếu có long barrel nè. Bracer. Mà đi xử thằng kia ba. Mày chuyển theo. I'm looking at a small group of tangos. Oh, he's dead. We poked the hornet's nest. Gì biết phải quay? Ráng làm âm thanh cho mấy ông nội. Nhắn rồi bà.